mà chưa ăn sáng rồi. Dạ. Còn cái tao anh em chứ. Anh bị két yếu ổn. Ây bà luôn á, đúng y đó. Kêu tao. Tao là tao có bên ngon đây. Bây giờ vào đây á. Coi thấy ai bên đó đi, đủ gì nó kêu vào đây họ vào đây. Qua lò má cái nám dạ đau ta kinh khủng. Gã cầm tờ ban gã rong mè đó. Hai chúng tôi đây. Na lên chậu cho cục rừng dúi. Cái này mình đáp chậu hay là đáp? Mấy cây? Cái cào này đẹp kia đây. Mà chưa ăn sáng rồi. Dạ. Còn cái tao anh em chứ. Anh bị két yếu ổn. Thằng bố điều đang nó nuôi lâu không nó có một này. Rừng dài mới rừng chứ. Đúng không? Bà này một lá bà này ra lưu bà thấp lại hay là ưng để bà thấp ra. Bà là thấp đây. Bà đang thấp, ngoài thôi, nó mới văng mai được. Bà này bây giờ như này. Bà này chúng tới đây trong quần này. Bà này tới đây. Rừng sao này mình lấy xuống ngay rừng. Em ở ngoài đó mọc ở bên thấp và đây cô nè thấp ra vừa vừa chỉ xuống có lửa lên đây ra sang lắm đi dài này xuống này ngang này như cứ bằng ngọn một cái chỗ này. Nghiên cứu cho kỹ với cát rồi là gión là không được thôi. Ngon được bóp mũi được chứ. Nó cho dúi thì nuôi cũng nhanh. Cái bể này nó giờ chắc hờ mách hả? Hai mét rưỡi. Chân bệ. Bây giờ giữ qua này. Đưa này xuống nghe. Đường này là vếp à. Chân bệ rồi, quá vững. Cái này thì phải đúng đáp chạo cho còn không. Máu chạo kia thì không khớp. Luôn
vậy đó, sai rồi. Đi đủ qua đưa cái ta cành ra qua đây xí. Đục cái nó có bị đục nghe âm thanh nó có bị vi phạm bản quyền không? Có. Bản quyền đó là của quyền nó thuộc của ai ta? Món quyền đó chỉ thuộc mấy ông thợ mộc thôi chứ. Bà dính vô lên thợ mộc à? Ờ. Ta mình lòng tiếng nè. Lòng tiếng mà. Hòa bữa nay là cầm kéo nhuyễn rồi nè. Được. Chúng kia lòng mười mấy ngày kia là anh là nghệ sĩ nông dân mà. Nghệ sĩ nhân dân thì anh là nghệ sĩ nông dân. Tương lơ là nghệ nhân đây chứ đâu. Nhiều quá bọt không không tết đếm xỉa ơi. Hòa. Cơ khí cũng lòm được mà cây cảnh cũng lòm được. Đo tờ ấy. Sao mình nồi một cái nó nịt chứ ta. Rồi còn so là còn nhìn thấy nó ngầu. Đứng gần là thấy nó ngầu lắm tới đa. Thầy quá to đó. Nồi nó đây này. Chuẩn bị là siêu phẩm lên chảo. Chưa căng cái dài.
Sách là cũng được. Còn dai chứ cho nãy mà. Bây giờ nó nói thì nãy để từ từ cạo nó qua sách này bỏ qua nó ngon lành. Nó đường đụng thôi, không sai ấy chứ. Không có cái chút đà để ra mà trả được. Xét mình di chuyển ra đó là màu anh đưa lên. Cai vừa về tới nhà đúc sáng tấm đanh. Tí là bắt đầu tôi quét hết cái nước vô. Lấy gạch thay.
uống này không? Sai gì đó, sao đó? Sai liêu mấy hù không? Không, phải là sai để anh chèn sang rồi anh ba tôi cho cô để giữ ảnh ấy. Không sao nào, anh sợ rồi. Sai trước thì mình chèn rồi. Mình ban anh tôi để giữ ảnh thôi chứ không? Đúng rồi, da cái lưng qua này y bờ của nó là vậy đó, hết đặc luôn hay thầy bó nó vậy đó. Cứ đi thử đi, chắc anh ngọ bổ sướng lắm này. Anh ngọ bổ, anh té xuống rồi anh đạp rồi luôn đi. Cái mà lên chậu như hoàng hậu lên ngôi. Đúng rồi anh. Đúng hoàng hậu rồi còn ngôi rồi lên vua. Đúng rồi, bé hoàng hậu lên vua rồi nó mới lên, thấy vua lên. Bé càng vô cả 30 nữa. Đó là cái câu nói truyền miệng nó vậy thôi chứ. Quang hậu đó từng xuống này, vua lên là vua mà. Xuống này chỉnh hả? Xuống này đã rồi mình coi lên cô cái nồi mình ra. Phần thứ gì hình dụng? Y bờ luôn á, đúng y đó. Kêu tao. Tao là tao có bên ngon đây. Bây giờ bò đây á. Qua để ai bên đó đi đuổi gì tới chưa vào đây họ mà nó xuống rồi nghĩa xuống gần cái này. Cái đầu này chứ. Nhấp lên một chút nữa thôi. Nhấp cái đầu này. Để cái dây đó thử. Được, đo ngõ qua đó nhiều lắm. Nhấp cái này chứ đi. Bà qua đây từ từ, đỡ vào đó đi. Đỡ cái đầu đó thôi chứ. Lấy xíu thôi. Đây là nhấp một đầu. Đầu thôi, dây thôi. Rồi, nó chưa đo ngõ qua đó. Thở xuống. Rồi. Nhẹ nhẹ thôi, đánh cái kia qua chứ. Rồi. Lấy nữa thôi. Lấy đây, lấy thôi. Không lấy xí đâu, cứ lấy đi cái đó. Lấy nữa đây. Đó, đúng rồi đó. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức cái phôi cụm rừng dúi vừa lanh chạo. Tuy nhiên thì mới có đủ đanh thôi. Riêng cây này thì nhà vườn quyết định chế tác cũng như là tạo tác riêng cho cái cụm rừng dúi nghệ thuật này. Một cái mẫu chậu mới. Và mình cũng xin tạm dừng cuốn video. Nếu các bạn xem mà cảm thấy hay thì đừng quên nha, tặng cho mình một like cũng như là đăng ký kênh để đón xem những cuốn video số tiếp theo trong cái hành trình kết nối đam mê. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cuốn video số tiếp theo. Còn xuất hiện nhiều tác phẩm cây cảnh nghệ thuật mới lạ trên kênh YouTube của Dây Hay Lúa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.